Chào các bạn, tôi tên là Dex và học tiếng Việt 11 tháng rồi. Điều bắt đầu học tiếng Việt đã rất khó, nhưng hôm nay giao tiếp bằng tiếng Việt thì rất dễ lắm. Tiếng Việt là ngôn ngữ đẹp quá. Một phương pháp tốt để thực hành tiếng Việt là hát karaoke. Bây giờ mình muốn chia sẻ một bài cho các bạn. Bài tên là Anh nhớ em của ca sĩ Tuấn Hương. Mình biết rằng tôi có rất nhiều bạn người Mỹ và người Việt rằng muốn có thể nói nhiều hơn ngôn ngữ. Mình cũng thế. Cho các anh chị em, mình muốn hát bài này. Nếu bà cũng biết bài này, mời hát với nhau. Chúng ta bắt đầu hát một chút karaoke Việt Nam. Lazy, he got that sound. Fell apart on that one. No, we go live here, so let's do this stuff over. I don't like how that sounded, man. I really don't. I'm not making no edits. So we gonna start this sucker over, man. Lại gì khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em. Chẳng đường dài em vẫn khóc một mình lẻ loi. Ôi, từng ngày buồn em vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi em. Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em. Cùng em ở nơi phương xa ấy, giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cảm ơn lời hơi ấm cần bờ môi khẽ rung để cho anh đúng thấy như em đã kể bên. Người nhớ ô coi biết rằng anh rất nhớ em, nhưng như thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau. Đừng mời em nhau nhé, rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Anh nhớ em. Còn lại gì khi đã xa nhau rồi? Nơi anh đến chẳng cùng em. Chẳng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Ôi, từng ngày buồn anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi em. Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em. Cùng em ở nơi phương xa ấy, giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm, cần bờ mây khẽ rung để cho anh đúng thấy như em đã kể bên. Ngờ nhưng ôi khơi biết rằng anh rất nhớ em, nhưng như thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau. Đừng buồn em nhau nhé, rồi thời gian sẽ qua, qua đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Ở nơi phương xa ấy, giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa ba người.
cần một làn hơi ấm, cần bên mái che dung để cho anh được thấy như em đã kể bên. Rồi nhiều anh quên biết rằng anh rất nhớ em, nhưng như thương lòng chảy khi xua lúc bên nhau. Đừng với em nhớ nhé, rồi thời gian sẽ qua, qua đi bao cảm giận cơ đơn lúc ra nhau. Anh nhớ em. Em biết rằng anh nhớ em. À, à, à. Tôi rất thích hát karaoke bằng cảm xúc, không phải là ok nói chuyện và hát bài bằng cảm xúc không phải là phương pháp tốt để tập tiếng nước ngoài. And, muốn có thể giao tiếp với người Việt, như tôi cũng là người Việt, muốn có thể nói chuyện bằng bằng trái tim tôi, tôi nên phải học nhiều hơn từ tiếng Việt để có thể nói rằng muốn nói với các bạn tôi. So mỗi ngày muốn được nói tiếng Việt, mỗi ngày muốn nói được tiếng Việt hơn. cảm ơn vì nghe tôi nói chuyện với các chị em, các anh chị em. Hẹn gặp lại lần sau. Chào.